Xin chào mọi người, lại là Ren đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với series hướng dẫn người chơi mới. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau giải đáp cho mọi người những cái thắc mắc về bên tiếp tế tân thủ. Và trong khoảng thời gian vừa qua thì mình có nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của mọi người. Hỏi là có bạn thì hỏi là có nên run bên tiếp tế tân thủ không, hay là để dành để run bên tiếp tế mở rộng, hay là run ra nhân vật thì có nên run cả hai nhân vật không, hay là sẽ run ra một nhân vật trước sau đó thì để dành crypto để run full gear nhân vật đấy, sau đó mới quay lại run bên tiếp tế tân thủ một lần nữa. Thì ok, ở video ngày hôm nay thì mình sẽ recommend cho mọi người cái cách làm thế nào để có thể tận dụng được hiệu quả cái bên tiếp tế tân thủ mà mọi người khi mọi người run xong thì mọi người sẽ không có bị thọt. Và đầu tiên điều mà mình muốn nói thì mọi người né ra cái tiếp tế gia viên này ra. Ok, như kiểu nick của bạn này thì đang có 15 cái vé, có 15 vé thì cứ dùng, nhưng mà đừng bao giờ để dành để pha lê để run cái bên này nha. Bởi vì nó sẽ ra random một trong 20 nhân vật rank S trong này. Thì có những nhân vật có thể dùng được trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mà có những nhân vật như kiểu mọi người mà run được ra bên này, hay là run ra bên này, hay là mọi người run ra bên này là nick mọi người như cức luôn. Cái đấy là mình đã khuyên thật rồi nha. Ok, đầu tiên thì mọi người phải hiểu rằng là bên tiếp tế tân thủ khác gì so với lại bên tiếp tế mở rộng. Cả hai cái bên này thì nó là đều là run nhân vật cả. Bài em của nó sẽ cùng là 100 nháy, sẽ chắc chắn sẽ nhận được Valkyra rank S. Tỷ lệ của nó như ở đây, chúng ta có bên tiếp tế mở rộng là tỷ lệ run được ra nhân vật cấp S là 1,5%, tỷ lệ run được ra nhân vật cấp A là 4,5%. Thì cái bên tiếp tế tân thủ nó cũng như thế thôi. Nó chỉ khác nhau là đối với lại bên tiếp tế tân thủ chúng ta có hai mục tiêu. Đó chính là hiện tại, đối với hiện tại thì chúng ta đang có hơi trợ human và PE Palatinus đấy. Còn với lại bên tiếp tế mở rộng thì chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một mục tiêu thôi nha. Là ở đây hiện tại thì đang là bên tiếp tế của nhân vật Vin V. Bên tiếp tế mở rộng thì nó sẽ có lịch tiếp tế riêng. Nó sẽ chẳng hạn như kiểu là cái bên này đây mọi người thấy không, nó chỉ kéo dài trong vòng 1 ngày 8 giờ nữa thôi. Chứ tức là thời gian của nó là Time Limited, nó sẽ quay trở lại. Không sớm thì muộn, nhưng mà cái đấy là mọi người sẽ phải chờ. Còn đối với lại cái bên tiếp tế tân thủ thì nó sẽ kéo dài rất là lâu, trong vòng tới tận mình nhớ không nhầm là 90 ngày hay là 60 ngày gì đấy, mình không nhớ chính xác. Với lại mình cũng không có cái bên ở đây để show cho mọi người xem, nhưng mà cái bên đấy nó sẽ kéo dài rất là lâu luôn. Và bất kỳ bạn newbie nào mới chơi là sẽ có mở cái bên tiếp tế đấy và mọi người sẽ để dành crypto để roll. Đó, nó khác nhau ở khoảng thời gian thôi, và nó cũng khác nhau ở cái rate tiếp tế nữa. Còn lại thì tất tần tật mọi thứ nó đều giống nhau, và nó sẽ có kèm theo cả bên tiếp tế trang bị của nhân vật đấy luôn. Hiện tại thì trong bên tiếp tế tân thủ chúng ta có hai nhân vật, đó chính là Palatinus và Hercher of Human. Đó, và bây giờ thì mình sẽ trả lời cho mọi người câu hỏi là có nên run bên tiếp tế tân thủ hay không. Thì ok, mình thì nếu như bạn nào run bên tiếp tế tân thủ mà run được ra Hercher of Human thì nick của mọi người sẽ rất là thơm. Bởi vì Hercher Human thì là một Valkyra DPS băng rất là mạnh, sẽ có lâu, mình nghĩ là sẽ khá là lâu để mà Aweta. Còn nếu như mà bên nơi tiếp tế tân thủ mọi người mà roll được ra PE thì khá là Sukarna nha. Bởi vì đấy là một nhân vật ra mắt rất là lâu rồi, hơn nữa thì gear của nó cũng khá là kén, và nhân vật đấy thì bây giờ cũng khá là ít đất diễn. Điều quan trọng nhất của chúng ta đó chính là đang nhân vật đấy có rất là ít đất diễn, nó không hề yếu, nhưng mà nó bây giờ boss của nó thì xuất hiện rất là ít, cho nên là gần như là không còn thấy sự xuất hiện trong meta nữa luôn. Đó, một trong hai nhân vật nó hên xui lắm, nó là 50-50. Bạn nào mà run được ra Hercher Human thì nick của các bạn sẽ thơm. Còn nếu các bạn run được ra Hercher, bạn run được ra PE thì nick của các bạn sẽ Sukarna. Đó, nó chỉ thế thôi. Còn nếu như mọi người không thích cả hai nhân vật đấy mà mọi người lại thích nhân vật nào đấy ở trong banner tiếp tế mở rộng thì hoàn toàn là có thể để dành và đợi đến bao giờ có banner. Nhớ là đợi đến bao giờ có banner thì mọi người sẽ xả crypto và run cả gear, cả nhân vật luôn. Cái đấy là tùy vào gu của mọi người thích Valkyra nào cũng được. Nhưng mà đối với mình thì nếu như mà mọi người roll ra PE là nick của mọi người như cái quần què rồi đấy. 2000 years later. Còn ok, bây giờ thì chúng ta sẽ trả lời thêm một câu hỏi tiếp theo là có nên roll cả hai nhân vật không. Thì vừa nãy thì mình cũng đã nói rồi, roll được ra Hercher Human được thì mọi người dừng lại và không roll thêm nha, không lấy thêm PE nha. Tiếp theo khi mà mọi người roll xong banner tiếp tế nhân vật thì mọi người sẽ chuyển sang banner tiếp tế trang bị.
và chúng ta sẽ có luôn là bộ trang phục và trấn phái của nhân vật Her Human luôn, là cây kiểm ego với lại full set Elisa Pristine. Ở đây thì tương đương với lại banner tiếp tế chuẩn A của chúng ta là có set Cloudy và cây Tower of the Past. Đấy, mọi người nhớ là bấm vào tiếp tế, sau đó vào banner tiếp tế mà nó có kiểm ego với lại full set Elisa Pristine để mà roll đấy nha. Trong tất cả những cái video hướng dẫn người chơi mới hay là những cái video Sonic thì mình cũng đều nói với mọi người là quan trọng nhất nó là cây trấn, nhất định phải có trấn, và ít nhất thì mọi người phải roll ra trấn cho nhân vật đấy. Đó, cho nên là nếu như bạn nào mà có ít crypto thì có thể là roll được ra cây trấn sau đó thôi. Còn set huyết thánh thì mọi người có thể cày chay, có thể cày giống như kiểu là hơi chơi human nhé, thì mọi người có thể cày set Robert Perry, hoặc là có thể thăng biến lên thành Ana, hoặc là có thể sử dụng Willow, nó sẽ tăng dần từ set G2, G3, G4. G4 thì sẽ rèn rất là lâu, G3 thì sẽ bình thường, và G2 thì rèn rất là nhanh, thậm chí là mọi người có thể nhận free luôn, thì nó sẽ tương đương với lại cái mức sức mạnh của nó thôi. Rèn lâu thì đương nhiên là sức mạnh của nó sẽ ngon hơn, nhưng mà ít nhất thì cũng nên run cây trần nha. Còn nếu mà bạn nào có nhiều crypto mà run được full gear thì lại càng tốt luôn. Và ok, nhân tiện cái video này, khi mà mọi người đã roll ra hơi trời human thì mọi người có thể cày thêm nhân vật Lý Tố Thường trong shop và nhân vật nữa. Chúng ta đã có một Vakira DPS rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cần thêm hai nhân vật support. Đâu, hình như là bạn nick của bạn này có hơi chờ như mình không? Hơi chờ đây. Mình bấm luôn vào cái đề cử đội hình. Ui rồi, sao lại đề cử hai bé này? Hâm à. Đề cử của nhân vật này thì sẽ là Lý Tố Thường và đó. Kira, đây Kira luôn. Mọi người sẽ cày thêm nhân vật này và Lý Tố Thường. Lý Tố Thường thì có thể cày được mảnh trong shop, và nếu như các bạn vẫn không biết shop nào thì nó là cái shop đại shop chiến trường. Mọi người có thể cày được mảnh nhân vật này, và mọi người có thể cày được luôn cả thẻ nhân vật Lý Tố Thường ở trong này nhé. Cày Lý Tố Thường và cày thêm Echo hai và Kira support, và cộng thêm hơi chờ human vừa mới được run ra là đích của mọi người sẽ rất là thơm. Và trong thời điểm sắp tới thì có thể là banner tiếp tế tân thủ nó sẽ thay đổi bằng hai nhân vật nào đấy, có thể là hơi chiều finality, có thể là hơi chục trước, cái đấy thì mình không có biết được. Nhưng mà đối với hiện tại thì đang là PE và hơi chiều human thì run ra hơi chiều human, nhấn mạnh lại một lần nữa là run ra hơi chiều human thì nick của mọi người sẽ ngon, nhưng mà run được ra PE thì Sukarna nha. PE thì mình không có khuyến khích mọi người, nhưng mà nếu như mà Isekai được thì càng tốt, còn nếu không thì ngó su thì tốt nhất là thôi để dành crypto để đợi bao giờ có banner tiếp tế mở rộng một Valkyra ngon. Nhưng ở sắp tới thì chúng ta có thể run Sylle, một Valkyra vừa là DPS và vừa là support vật lý luôn, rất là thơm. Hay là sắp tới đến phiên bản 6.9 thì có thể là Syrin, nhưng mà Syrin thì chỉ cần run mỗi trấn phái thôi, còn set huyết thánh thì có thể là set G4 mọi người cày được, và nhân vật thì cũng có thể cày được giống như kiểu Lý Tố Thường nhỉ, trong shop shop chiến trường. Ok, đó. Tạm thời thì là như thế. Ok, vừa rồi thì mình cả đã có nói về cái banner tiếp tế thân thủ rồi. Và mọi người, các bạn newbie mà vẫn còn câu hỏi nào thì hãy comment xuống bên dưới để cho mình biết. Còn bây giờ thì mọi người nhớ nhấn like và chia sẻ video giúp mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong livestream gacha thứ năm tuần này nha. Bye bye.